Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình đến từ thương hiệu của Nhật Fuji. Đây là một mẫu xe địa hình mới nhất về tại của em, cái sử dụng cấu hình của XT và DOG các bác nhé. Và đây là một chiếc xe rất là cao cấp mới về tại của em, từ thương hiệu Nhật. Từ đầu tiên về tại của em các bác nhé. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo là tông màu xanh. Em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe các bác đánh giá. Vì xe đã qua sử dụng không thể tránh được những vết xước như này, không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cả. Khung nhôm quá nhé, khung nhôm Alux SL. Xe cũng rất là nhẹ. Fuji màu trắng. Mẫu tố hốc quá nhé. Có thể lên Google search thêm về mã này. Yên rất là mềm và dày các bác nhé. Yên da của lắp UTB. Trên khung xe đây các bác có thể thấy đây là một cái tem có ghi đây là xuất sang thị trường California và một số mã đây. Mã vạch và mã QR của xe. Sử dụng được trang bị củ đề rất là cao cấp của DOG XT các bác nhé. Lên 10 tầng lip. 10 tầng lip còn khá là mới. Lốp xe vân da rắn. Để thấy đây, vân da rắn này. Cỡ lốp là 26 nhân 2.0. Lốp rất là độc đáo. Căm thì người dùng trước đã trang bị thêm một số cái phản quang, em giữ nguyên. Lốp của Innova các bác nhé. Thì bên trên đây thì em thấy đây là phốt của Oval. Phốt và ghi đông đều của Oval. Khóa bấm sóc hành trình trên tay. Đây là khóa vào để mở ra. Có thể ấn đây. Không phải cúi xuống để mở khóa sóc nữa. Rất tiện, mặt trên tay rất là tiện dụng rồi. Cái này là bộ tay bấm xả của Shimano DOG. Bên đĩa 2 tầng và bên lip là 10 tầng cho xe 20 tốc độ. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, phanh đĩa dầu thủy lực. Tay nắm hiệu thạch sùng của Propam, có thể thấy con thạch sùng đây, cao su rất là êm. Phương đề giảm sóc của xe và bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, lốp vân da rắn.
Với dòng địa hình này các bác có thể đi những địa hình xấu, đường đồi núi đều phù hợp. Bây giờ sẽ đo chiều cao khung đứng của xe. Không, xe có chiều cao đứng là 43. Khung ngang là 54 các bác nhé. Nó phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Để đi vừa chiếc xe này. Đùi đĩa trục rỗng của ô van. Trục rỗng các bác nhé. Giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Dụng bộ rút rất là cao cấp của XT và DOG. Lên lít. Rồi chuyển động rất là tốt. Phía bên tay phải là đùi đĩa 2 tầng của van. Xuống đĩa. Lên đĩa. Gạt đĩa ở DOG các bác nhé. Và bộ phanh dầu thủy lực. Đấy, phanh rất là ăn. Chiếc xe rất là tốt, đến từ thương hiệu của Nhật, Fuji. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, chiếc xe địa hình Fuji. Chiếc xe được trang bị củ đề của XT và tay bấm xả của Shimano DOG. Chiếc xe được bán tại G&M mức giá là 10,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc 71 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại G&M. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.